Xin chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Thế Vinh, giáo viên dạy vật lý trên trang tuyển sinh 247. Các em thân mến, chương trình môn học vật lý lớp 9 được đánh giá là một trong những chương trình rất ấn tượng và thành công. Thành công ở đây thầy muốn nói là các thầy cô trong ban xây dựng chương trình đã rất là khéo léo khi mà lồng ghép được rất nhiều các vấn đề trong đời sống vào trong từng bài giảng, giúp cho các em học sinh lĩnh hội được rất nhiều các tri thức. Thầy có thể lấy ví dụ như thế này. Sau khi học xong chương 1 thì các em có thể trả lời được các câu hỏi sau. Thứ nhất, điện trở của dây dẫn là gì? Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Tại sao người ta thường dùng kim loại bằng đồng để làm dây dẫn? Cái thứ hai là mối liên hệ giữa cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở dây dẫn. Cách sử dụng các dụng cụ đo để đo các đại lượng này. Cái tiếp theo là các thông số ghi trên các thiết bị điện có ý nghĩa là gì? Rồi là cách tính số tiền điện phải trả hàng tháng. Rồi là làm thế nào để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng. Sau khi học xong chương 2, điện tử học, các em có thể trả lời được các vấn đề sau. Nam châm điện là gì? Tại sao hình nhân trên xe của Tổ Sung Chi? Thì các em lưu ý là Tổ Sung Chi là một cái nhà bác học người Trung Quốc, luôn luôn chỉ tay về hướng Nam. Rồi là trái đất của chúng ta có thể được coi là một nam châm hay không? Tại sao nam châm và dòng điện lại tương tác với nhau? Tại sao người ta có thể chế tạo ra dòng điện từ nam châm? Rồi là nam châm điện là gì? Trên hình ảnh của chúng ta thì đây chính là một nam châm điện. Rồi là tàu điện từ là gì? Nguyên lý hoạt động của tàu điện từ như thế nào? Tiếp theo là nguyên lý hoạt động của máy phát điện, động cơ điện là gì? Ta có thể chế tạo được máy phát điện và động cơ điện hay không? Điện năng được truyền tải từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ cần những yếu tố nào? Thì đấy là những cái vấn đề mà trong chương 2 chúng ta sẽ được tìm hiểu. Thế còn sau khi học xong chương 3 quang học thì các em có thể trả lời được các câu hỏi sau. Thứ nhất là tại sao chiếc thìa khi cắm vào trong cốc nước thì ta lại thấy là chiếc thìa dường như là bị gãy? Rồi là tại sao khi lội vào những cái vùng nước trong thì ta hay nhầm lẫn độ sâu? Rồi là các tật của mắt là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Ở đây các em thấy rằng là đây chính là hình ảnh của chiếc cầu vồng. Vậy thì tại sao có 7 sắc cầu vồng? Bản chất, màu sắc của các vật là gì? Thì đấy là những cái vấn đề, một số những cái vấn đề trong chương 3 mà chúng ta sẽ được tìm hiểu. Rồi sau khi học xong chương 4, năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng, thì các em có thể trả lời được các câu hỏi sau. Thứ nhất, năng lượng là gì? Năng lượng có các dạng nào? Và giữa chúng có sự chuyển hóa lẫn nhau hay không? Rồi, định luật bảo toàn năng lượng là gì? Hoặc là đều là sản xuất ra năng lượng điện, nhưng tại sao lại có khái niệm năng lượng sạch và năng lượng không sạch? Thì ở đây các em thấy rằng điện năng được sản xuất ra từ nhà máy nhiệt điện, từ nhà máy thủy điện, rồi là sử dụng gió để sản xuất ra điện năng, hoặc là sử dụng năng lượng mặt trời. Thế thì các em thấy rằng là chương trình vật lý lớp 9 của chúng ta có rất nhiều điều lý thú và bổ ích đang chờ đón các em ở phía trước. Thế tuy nhiên, để chinh phục chương trình vật lý lớp 9 này thì chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn. Thầy có thể kể ra ở đây là thứ nhất là điều kiện cơ sở vật chất. Thì các em thấy rằng là trong chương trình vật lý lớp 9 của chúng ta là có rất nhiều các bài thí nghiệm và thực hành. Thì ở một số nơi mà điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo thì các em học sinh sẽ không hiểu bản chất thực sự của vấn đề. Cái thứ hai là việc ghi nhớ rất nhiều các công thức, rồi là việc kết hợp toán học vào giải các bài tập vật lý cũng gây ra cho học sinh không ít những khó khăn và lúng túng. Rồi là tâm lý phụ huynh và học sinh. Thì một số phụ huynh và học sinh
thì cứ nghĩ rằng là lên cấp 3 là chúng ta mới học môn vật lý cũng không muộn. Thì cái suy nghĩ này là hết sức sai lầm. Bởi vì các em nhớ rằng là cái vật lý cấp 2 của chúng ta nó là cái gốc của vật lý cấp 3. Vậy thì từ những cái vấn đề khó khăn này, làm thế nào để cho các em học sinh có thể đạt điểm khá giỏi môn vật lý? Làm thế nào để môn vật lý có thể trở nên lôi cuốn và gần gũi hơn với các em học sinh? Là những cái câu hỏi mà thầy luôn trăn trở khi thầy làm cái khóa học này. Vậy thì khi các em tham gia cái khóa học này thì các em học sinh có thể có được những cái gì? Thì cái thứ nhất là cái khóa học này của thầy có rất nhiều các thí nghiệm thực tế do chính tay thầy thực hiện. Thì các em được tiếp xúc với các thí nghiệm thực tế thì các em sẽ hiểu được bản chất thực sự của vấn đề. Cái thứ hai là các bài giảng lý thuyết của thầy rất ngắn gọn, dễ hiểu. Các bài tập được thầy chọn lọc một cách chi tiết từ cơ bản đến nâng cao. Cái thứ ba là có đề thi thử online, có ôn tập, có kiểm tra một tiết vào học kỳ theo đúng lộ trình học tập của các em ở trên lớp. Và cái vấn đề thứ tư là sau khi kết thúc khóa học, các em không những có nền tảng kiến thức vững chắc mà các em còn có thể tự tay làm cho mình những cái vật dụng, những sản phẩm hết sức bổ ích và lý thú. Sau đây thầy xin giới thiệu với các em bốn cái sản phẩm mà do chính tay thầy thực hiện để gửi tới tất cả các em như một món quà ra mắt. Xin mời các em cùng theo dõi. Sản phẩm thứ nhất này của chúng ta có tên là mô hình động cơ điện. Thì với sản phẩm này, sau khi các em học xong bài động cơ điện một chiều thì các em có thể tự tay làm được. Để làm được sản phẩm này, các em cần có nguồn điện, nam châm trắng và dây đồng, các em cuộn thành khung dây cho thầy. Xin mời các em cùng theo dõi. Sau khi thầy bật công tắc để cho dòng điện chạy qua khung dây. Thầy tiến hành thầy mồi khung dây cho quay. Thì chúng ta thấy rằng là khung dây sẽ quay. Và chuyển động quay của khung dây này người ta nối ra ngoài để làm quay các máy khác. Sản phẩm thứ hai này của thầy có tên là mô hình máy phát điện. Thế thì để làm được sản phẩm này thì sau khi các em học xong bài máy phát điện xoay chiều là các em có thể tự tay làm cho mình được sản phẩm này. Để các em làm được sản phẩm này thì các em cần những cái vật dụng sau. Thứ nhất là đĩa CD. Cái thứ hai là các nam châm trắng các em gắn đều nhau ở trên đĩa CD này. Cái thứ ba là các sợi dây đồng các em quấn cho thầy khoảng 500 vòng. Và cái cuối cùng là các bóng đèn LED. Xin mời các em cùng theo dõi. Sau khi thầy đặt đĩa CD có gắn các nam châm lên bên trên các khung dây và thầy tiến hành thầy quay thì chúng ta sẽ có dòng điện chạy qua đèn LED. Thầy làm lại. Sản phẩm thứ ba của thầy có tên là tàu điện từ. Thế thì để làm được sản phẩm này thì sau khi các em học xong bài lực điện từ là các em có thể tự tay làm được. Để làm được mô hình tàu điện từ thì các em cần những cái vật dụng sau. Thứ nhất là các em cần một cái sợi dây đồng rất là dài và cái sợi dây đồng này có loại bỏ hết các lớp sơn cách điện. Sau đó là các em cuốn thành ống dây như thế này. Cái thứ hai là một viên pin tiểu và các nam châm trắng. Thì sau khi các em gắn nam châm trắng vào viên pin tiểu thì các em đã có trong tay một chiếc tàu điện từ. Xin mời các em cùng theo dõi. Các em theo dõi lại. Đấy, các em thấy rằng là cái viên pin của chúng ta chuyển động trong ống dây đồng này nó giống như một cái chiếc tàu điện từ chuyển động rất là nhanh.
Sản phẩm cuối cùng này của thầy có tên là máy chiếu phim 3D. Bản chất của nó là một cái lăng kính được làm từ nhựa trong suốt. Thế thì cái lăng kính này nó có tác dụng là biến hình ảnh không gian 2 chiều được lấy ra từ điện thoại thành hình ảnh không gian 3 chiều rất là sống động. Xin mời các em cùng theo dõi. Qua phần giới thiệu của thầy, thầy hy vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau trên tuyển sinh 247. Xin chào và hẹn gặp lại các em.